giới thiệu với các bạn tô vít dẹt cán gỗ, tô vít dẹt hay là tô vít hai cạnh hoặc là tô vít đầu trừ gì cũng được, tùy theo cách gọi của mọi người. Thì ở đây loại tô vít mình đang giới thiệu là cán làm bằng gỗ nè. Model này là 636-IS150. 150 ở đây là cái thân của cái lưỡi tô vít là dài 150mm, còn tổng chiều dài của nó là 270mm. Thông số này là thông số 1.2 x 8, có nghĩa là cái kích thước của lưỡi dày 1.2mm và rộng là 8mm. Cái tô vít cán gỗ này nó có góc lục lăng để khi mà chúng ta siết vặn cái con ốc bu lông, ốc vít gì đấy mà còn gia tăng thêm cái lực vặn, thì chúng ta sẽ dùng cái cây cờ lê hoặc là mỏ lết đưa vào đây để vặn tăng lực. Đây là cái size lớn hơn, size này thuộc size đại. Model là 636-IS200. 200 có nghĩa là cái lưỡi của cái tô vít từ đây đến đây, khoảng cách từ đây đến đây là 200mm. Và tổng chiều dài của cái cây tô vít này là 330mm. Cán bằng gỗ luôn. Loại tô vít dẹt cán gỗ này thì nó có 8 size lận. Thì ở trên đây mình chỉ giới thiệu cho các bạn 2 size thôi. Đây là cái catalog nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 size. Mình đang giới thiệu là size 150 nè và size 200 nè. Ở đây nó còn có size 75, 90, 100, 125, 175 và 250. Tùy theo nhu cầu sử dụng của mỗi người mà chúng ta lựa chọn cái size cho nó phù hợp. Ngoài ra thì tô vít cán gỗ còn có loại đầu ba ke là đầu bốn cạnh hoặc là Philips, và đầu sao, đầu Bodizit á. Ở trong catalog có đầy đủ thì các bạn có thể lên trang web của Lucas, www.lucas.vn để download catalog và xem được nhiều size hơn. Rồi cái size 200mm này thì ở đây có ghi thông số của cái lưỡi là 2 x 12mm, có nghĩa là lưỡi tô vít dày 2mm và rộng 12mm. Ở ngay cái phần lưỡi này, hãng Elora có phủ một lớp phốt phốt màu đen nè, chống mài mòn, chống rỉ sét. Thiết kế chui cầm theo hình khuôn nắm tay. Đó, ngay chỗ đây có những cái khí lõm lõm xuống nè, để khi mà chúng ta cầm thao tác nó không bị trơn tuột, tạo ma sát với cái tay của chúng ta. Thân này là thân tròn,